189. Đây là Thiên Lôi Châu, uy lực cường đại. Một khi thi triển ra, ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan cũng sẽ mất màn tài trận. Thiên Lôi Châu, không nghĩ tới đệ tử nội tông lại có được bảo vật như vậy. Xem ra hai người này thật lòng muốn hợp tác với ta. Đây là phương pháp luyện đan cùng hoàng linh đan siêu cấp, coi như là qua gầm mặt của ta. Phương pháp luyện đan. Đương nhiên, phương pháp luyện đan đưa cho bọn họ là giả. Mới cơ hội này đã kiếm một khoản lớn vậy. Cô đầu hữu à, tài liệu luyện chế này là thật sao? Sao lại đắt đó như vậy? Không phải giá thành chỉ là 10 miếng san hô thôi sao? Chẳng qua, đó chỉ là trò của ta mà thôi. Nếu không phải ta làm như vậy, sao có thể dẫn tới hỗn loạn trong nội tông? Sao ta có thể chạy trốn ra ngoài chứ? Thì ra là như vậy. Lúc ra ngoài sẽ có tu sĩ canh chừng, mời cổ đầu hữu đổi sang áo choàng của ngoại tông. Thay xong rồi, lần này dịch dùng có thể đảm bảo không để lộ sơ hở. Cô đầu hữu, mời. Hiện tại chúng ta đã coi như là châu chấu buộc trên cùng một chiếc sợi dây thần rồi. Nếu như bất kỳ sơ suất nào, ai cũng không thể chạy thoát. Cũng mong cô đầu hữu đừng có vọng tưởng chạy khỏi bên người tông. Cho dù ta có thể chạy ra ngoài, ta cũng có thể trốn được ở đâu chứ. Tiếp theo phải xem hai vị rồi. Phía trước chính là đường phòng tuyến thứ nhất của đảo chủ Minh Nguyệt Tông. Ở vòng ngoài của Minh Nguyệt Tông còn có 3 tuyến phòng ngự nữa. Tuyến sau còn nghiêm ngặt hơn tuyến trước, đặc biệt là tuyến phòng ngự ở trong cùng. Cho dù là đệ tử nội tông cũng không thể xuyên qua. Hòn đảo ở Triệu Gia ở tuyến phòng ngự thứ nhất. Triệu Gia ta mặc dù đã sa sút nhiều năm trước, nhưng dẫu sao cũng là một gia tộc lớn truyền thừa ngàn năm. Nội tông có thể sẽ nở mặt gia tộc mấy phần, tự nhiên có thể ở được trên hoàng đảo thuộc về Triệu Gia. Phía trước có người, phụng lệnh trưởng lão bất kỳ ai cũng không được rời khỏi đây. Mặt chó của người mù rồi hả? Cũng dám quản chuyện của chúng ta? Anh thì ra là sư huynh nội tông. Đệ tử nhìn hoa mắt, làm sao dám ngăn cản sư huynh chứ? Cút ra. Đây chính là hòn đảo của Triệu Gia chúng ta. Xuyên qua trận pháp này là nơi bế quan của Triệu Gia ta. Cô đầu hữu, uất người tạm thời phải ở lại nơi này rồi. Chuyện này ta đã báo lại với lão tổ nhà ta, bảo người chăm sóc cô đầu hữu ít nhiều. Người yên tâm đi, ngoại trừ lão tổ ra thì không còn ai biết được tung tích của người nữa. Không sao. Cô đầu hữu, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi trước đi. Ta cùng Trương đầu hữu buộc phải quay về lại đó ngay, tránh dẫn tới người nghi ngờ. Cáo từ. Mặc dù Triệu Gia nói trong thời gian ngắn sẽ không ban đứng ta, nhưng trong thời gian dài thì còn chưa chắc. Có thể tiếp tục chưa chấp tài không? Ta vẫn phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi này. Nhưng nơi này lại có trận pháp bảo vệ, thần thức của thế giới bên ngoài không thể thăm dò vào trong. Đồng dạng ta không thể cảm nhận được những chuyện xảy ra bên ngoài, ngay cả huyết thuẫn cũng không thể sử dụng được. Không biết tiểu hữu có thời gian rủi hay không, lão phu tới một chuyến. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Người chính là lão tổ của Triệu Gia. Cổ vân bái kiến tiền bối. Cô tiểu hữu không cần mày cách sáo. Ban nãy Triệu Khuôn nhà ta đã nói với ta tất cả mọi chuyện rồi. Tuổi thọ của lão phu cũng đã sắp cạn rồi, cũng sống không được vài năm nữa. Sau khi hắn đi, ta sẽ truyền nói cho đạo hữu biết bí mật pháp về truyền tống trận pháp. Nếu như không có sự cho phép của người, bất kỳ ai cũng không tiến vào được bí thuật này. Đa tạ Triệu trưởng lão, nếu tỳ hạ đã thỏa hiệp nghị với Triệu Khuôn thì buộc phải làm theo những gì hợp nghị nói. Hiện tại công việc bên ngoài không ổn định, rất nhiều chuyện không thể suy nghĩ chu toàn. Có lẽ vào không lâu đó thì chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng. Tiêu hữu nói không sai. Không nghĩ tới cụ vần còn trầm ổn cẩn thận hơn nhiều so với ta tưởng tượng.
Và ban nãy thì khi triệu uẩn đã vào, hoàng linh đang siêu cấp lại cho ta. Ta còn không tin thứ này có thể tạo ra từ tay tu sĩ linh sư. Hiện tại xem ra lời của triệu uẩn nói không phải là giả. Nghe nói đan dược người luyện chế có thể khiến rất nhiều tu sĩ khó mà dứt ra được. Đương nhiên, ta không có cách, không có bất kỳ ý vụ trách gì cả. Ta chỉ muốn biết loại đan dược này rốt cuộc có hại đối với thân thể hay không. Hoàng linh đan siêu cấp cực có hại đối với tu sĩ. Nó sẽ khiến cho nội tâm của tu sĩ bên trở nên không còn kiên định nữa. Cả ngày chỉ muốn dùng đan dược, dùng nó để đạt được ảo giác kỳ diệu. Tu sĩ cảnh giới linh sự căn bản không thể cự lại được. Nhân thân làm chuyện liên đan sư mà nói thì có thể trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, đặc biệt là đối với tiền bối. Đan này chỉ có lợi chứ không có hại. Đan này thực sự huyền diệu như vậy ư? Bình cảnh này ta đã chừng lại 200 năm rồi. Nếu như có thể tiến cấp liên đan trung kỳ, vậy thì có thể sống thêm mười mấy năm. Tiền bối khổ tu nhiều năm, chỉ thiếu một thời cơ mà thôi. Ta dám nói chỉ cần tiền bối dùng đan này chắc chắn sẽ đột phá linh đan trung kỳ. Hơn nữa, tu sĩ linh đan cảnh giới dùng đan này chỉ cần nội tâm kiên định sẽ không hình thành ý lại quá nhiều. Không nghĩ tới lậu hủ vậy mà vẫn có cơ hội đột phá bình cảnh. Nếu như thật sự là như vậy, lão phu tất có báo đáp. Tiểu hữu nghi ngờ cho tốt đi, lão phu xin cáo từ. Không gian hỗn độn, không tội, ngươi lựa chọn rất chính xác, đoạn tuyệt đường lui mới có cơ may sống sót. Đương nhiên, nếu ngươi muốn rời khỏi triều gia, sợ rằng cực kỳ khó khăn. Tiền bối nói đúng, ta cũng đã nghĩ tới, đáng tiếc là hiện tại ta không có lựa chọn nào khác. Thì lúc đó có lẽ có thể dùng một lượng lớn hoàng linh đan cấp để thỏa hiệp nghị với triều gia. Tên nhóc người, tự xem rồi làm đi. Không nói cái này nữa, tới nếm thử linh tửu mà gần đi lão phu sản xuất đi. Đồng tiền này của người có quá nhiều linh quả, không sản xuất linh tửu thật sự là có quá lãng phí rồi. Mặc dù vạn bối từng sản xuất ra linh tửu nhưng lại không thể so sánh được với tiền bối. Nếu như tiểu hữu muốn học, ta có thể truyền thụ lại cho người. Chờ ngươi học được thì chúng ta có thể so xem. Vậy đương nhiên là tốt rồi. Sản xuất rượu nhìn có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế thì lại nghiên cứu rất nhiều. Nghe nói linh tửu thượng phẩm nhất gần như có thể so sánh với trung nhũ ngàn năm. Tạm thuật lại một tháng trôi qua. Cô đầu hữu, ta cùng Trương đầu hữu tới thăm người đây. Chịu khuôn, đã lâu không gặp, không biết gần đây đầu hữu có khỏe hay không. Nhọc triều đạo hữu lo lắng rồi, gần đây ta cũng được coi là không tồi. Mời ngồi. Đây chính là linh tửu mới sản xuất ra trước, đặc biệt mời hai vị nếm thử. Linh tửu ngon, trên người của đạo hữu quả nhiên có nhiều bảo vật. Cô đạo hữu thật là học rộng tài cao, không chỉ linh lực xuất chúng mà còn tinh thông các loại kỹ thuật. Gần đây chúng ta nghe nói, có không ít lời đồn về cổ đạo hữu, thì ra cổ đạo hữu lại có danh tiếng lớn như vậy ở ngoại tông. Cổ vẫn càng ngày càng quan trọng với chúng ta. Một tháng lại đi mà chúng ta đã mời không ít người đều không thể luyện chế được đan phương mà cổ vẫn đã đưa. Hoặc là đan phương không đúng, hoặc là những luyện đan sư kia chưa đủ trình độ. Thực ra lần này chúng ta tới đây là muốn nói lời tạm biệt với người. Qua vài ngày nữa chúng ta phải tới nội tông rồi. Ồ, tạm biệt. Sợ rằng có mục đích khác thì đúng hơn. Đây là những đan dược mà ta đã chuẩn bị trước. Hai người cứ cầm lấy đi. 192. Đại trưởng lão cuối cùng cũng dừng tìm kiếm trong những người tông. Đệ tử nội môn bị gọi quay về. Ngày sau, nếu như vẫn còn muốn gặp cụ vận, sợ rằng không có khả năng nữa rồi. Tiêu hữu có đây không? Triệu trưởng lão không nghĩ tới
Chân trước tiểu bối nhà hắn vừa đi thì chân sau hắn lại đã tới rồi. Đa tạ đan dược của cậu tiểu hữu, không nghĩ tới hiệu quả của đan dược này là hiền diệu đến như vậy, khiến ta có được thu hoạch không nhỏ. Nếu như ta sớm biết tới hoàng liên đan siêu cấp này thì đã không chần chờ tới hôm nay mới chịu đột phá. Điều này là phân tách khối được mới có liên quan tới tu luyện tích lũy lúc trước của tiền bối. Hoàng liên đan siêu cấp chỉ là cung cấp một số giác ngộ mà thôi. Nơi này có thứ mà ta tu luyện tâm đắc, còn có vài môn công pháp, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn đối với người. Xin hãy nhận lấy, lão hữu xin cáo từ trước. Đa tạ triệu trường lão. Được rồi, lần này trong một không có hai tới làm phiền một khoảng thời gian dài nữa rồi, cuối cùng cũng có thể tu luyện thật tốt. Linh hỏa thuần dương này dung hợp với thiền linh chi hỏa kia của ta, nhất định có thể mạnh hơn uy lực của thiền linh chi hỏa. Đột phá. Ây da, thành công rồi. Tiếp tục thôi. Ôi cha, thấm thoát một năm đã trôi qua. Hư ha. Thời gian nháy mắt cũng đã một năm, linh lực ngược lại đã tăng trưởng lên cực lớn. Chẳng qua là do tu luyện sông linh căn, vẫn còn cách một đoạn khoảng cách tới linh sư hậu kỳ. Thu hoạch lớn nhất của mình chính là thứ này. Sau khi con rối cơ kim giáp linh thể đã không còn là vật chết nữa rồi, tin rằng trải qua một khoảng thời gian tích lũy và lắng động, linh thể này thậm chí còn có thể sản sinh ra linh trí. Tới khi đó uy lực của trận pháp con rối sẽ càng mạnh hơn. Tiểu hữu đã làm phiền rồi, lão phu lại đến đòi mấy bình đan dược. Tổng cộng 20 bình, ngài cứ cầm lấy đi. Trong tháng này số lần trường lão tới tìm ta càng ngày càng nhiều, mỗi lần đều là 20 bình. Mặc dù nói chắc chắn là nhu cầu triệu khuôn và trương giá tăng lên, nhưng mà dựa theo lý mà nói, đan dược mà ta đưa cho hoàn toàn đủ để cho hai bọn họ dùng. Sao lại tiêu hao nhanh đến như vậy? Ta lại có một cảm giác không lành nữa rồi. Triệu đạo hữu quả nhiên có mắt nhìn, không nghĩ tới hiện tại giá của hoàng liên đan siêu cấp lại đắt đỏ đến như vậy. Vật cứ hiếm là đắt thôi à. Là do cổ vân rời đi cho nên số lượng đan càng ngày càng ít, giá cao giao dịch ngầm cũng sẽ tự nhiên càng ngày càng tăng cao. Cổ vân là cái cây hái ra tiền của chúng ta mà. Nghĩ lại thì hôm nay cũng là ngày đệ tử ngoại tông tới đưa thuốc nhỉ. Nói, hộp gấm này từ đâu mà có? Người muốn đưa cho ai? Ta đây là do ta nhận được. Vẫn luôn không mở phòng ấn bên trong ra, cho nên đỡ lại trong túi chứa vật. Nhận được. Người có biết bên trong được cái gì không? Cho ngươi một thêm cơ hội nữa. Nếu như dám lừa gạt lão phụ, nhất định sẽ cùng tha cho ngươi. Đại lão, ta thật sự không biết bên trong là cái gì. Đây là triệu lão tổ giao cho ta đưa cho triệu khuẩn sư huynh. Người đã đưa hắn cho hắn bao lâu rồi? Thành thật khai báo cho ta. Mỗi lần đệ tử tới nội tông đều sẽ đưa hộp gấm này tới cho hắn. Đệ tử biết sai rồi, lần sau cũng dám nữa, mong đại trưởng lão tha mạng. Cổ vật, không nghĩ tới ngươi lại ở dưới mí mắt của ta trong 2 năm. Triệu gia ơi là triệu gia, nếu không phải nội tông đột nhiên nhiều lên không ít hoàng linh đan siêu cấp, ta còn chưa nghi ngờ tới đầu người. Hôm nay ta buộc phải nhổ rửa, nhổ tận gốc triệu gia các người. Triệu đạo hữu, sao đệ tử ngồi tông kia vẫn chưa tới? Có phải là cái tên cổ vận kia lại trộm lười biến không muốn luyện đan nữa hay không? Điều này cũng không phải, nhưng có khả năng tên kia ngoan ngoãn hài nằm có lẽ gần đây coi không thành thật rồi. Chờ lát nữa bảo các trưởng lão gõ đầu cổ vần một chút. Hai người các người đi theo ta. Hai vị sư thúc ạ. Hai người làm gì vậy? Sao hai người lại tiến vào mật thất của ta chứ? Chuyện này ta sẽ bẩm báo lại với đại trưởng lão, báo đại trưởng lão trị tội các người. Chính là đại trưởng lão báo ta tới. Chuyện mà các ngươi làm lẽ nào trong lòng các ngươi không rõ sao? Lần này bớ quan tu hoạch được khá nhiều,
Dùng thêm vài viên đan nữa là có lẽ có thể dễ dàng đột phá linh đan hậu kỳ nhỉ? Nếu như Trân Ngọc và Triệu Khuôn buôn bán hoàng linh đan siêu cấp, đổi lấy sang hồ, một khi đại trưởng lão phát hiện, không thể không lường trước được. Triệu trưởng lão xin hãy cảnh cáo hai người họ. Chuyện Triệu Khuôn buôn bán đang dự tự nhiên ta rõ ràng. Mỗi tháng Triệu gia đều có thu hoạch được một lượng lớn sang hồ từ đó. Khôi phục lại Triệu gia chỉ là trong tầm tay thôi. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể bởi vì hai câu nói mà dừng lại được chứ? Nghĩ nhiều rồi, huống chi chuyện bán vài viên đan dược sao lại bị đại trưởng lão phát hiện ra được chứ? Triệu Thủ Nghĩa, Triệu gia các người làm không tồi nhỉ, ngay cả ta cũng giấu được. Đại trưởng lão, bái kiến đại trưởng lão. Người đã giấu cổ vẫn ở nơi nào, lập tức dẫn ra đây. Hắn ta phát hiện ra từ khi nào? Sự chênh lệch linh lực của ta và hắn sao lại xa tới mức này chứ? Cô Vân, tại hạ chưa từng nghe nói tới, không biết sư huynh có tin tức này từ đâu. Triệu Thu Nghĩa, ta nỡ tình ngươi là huynh đệ đồng môn với ta, không muốn khiến ngươi khó xử. Giao cô Vân ra đây, bằng không ta tuyệt đối không bỏ qua cho Triệu gia các người. Cho dù ta thừa nhận hiện tại, hắn ta cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Triệu gia. Bất luận thế nào tuyệt đối cũng không thể thừa nhận. Đại trưởng lão à, nếu như cái chứng cứ thì có việc bắt hắn ra đi. Hỏi như vậy rốt cuộc là thành đạo lý gì chứ? Triệu gia chúng ta mặc dù đã suy sút nhưng cũng không tới mức không có địa vị như vậy. Được Triệu Thu Nghĩa, vậy mà ngươi đã học được vào môn ác liệt phải à? Nếu đã như vậy cũng đừng trách ta vô tình. Người cứ vậy mà lại tu luyện tà pháp, chịu quỳnh tha mạng. Tìm được ngươi rồi, Cổ Vân. Đúng là men mà. Chuyện gì vậy? Truyền tống trận này. Cổ Vân, tìm được ngươi rồi. Lão phu thực sự đã tốn không ít công sức. Chuyện con muốn nhìn thấy nhất rốt cuộc vẫn xảy ra rồi. Hiện tại trận pháp đã bị đại trưởng lão phá vỡ rồi. Thì chuyện huyết tưởng chi pháp cũng không phải là chuyện khó. Nhưng huyết tưởng cũng không quá vài trăm dặm. Dựa vào tu vi của hắn ta có thể bắt được ta trong nháy mắt. Lẽ nào phải gọi kiềm tướng thú ra sao? Không được, quá nguy hiểm. Kim tướng tôi bị nhốt lâu như vậy, một khi tức giận sẽ chết, còn khó coi hơn. Xem ra, cô Tiêu Hữu không hề cảm thấy ngồi ý, muốn với sự xuất hiện của ta. Xem ra đại trưởng lão đã không muốn lập tức giết ta, không biết có điều gì chỉ giáo. Lấy đi tính mạng của người, vậy thì có gì khác biệt với việc dẫm chết một con kiến chứ? Chỉ cần người có thể trả lời vài câu hỏi của lão phù. Khiến lão phu vừa lòng, lão phu chỉ thà chết cho người. Thả ta ra, vậy không phải là tự tát vào mặt hắn ta hay sao? Hay là hắn nói ta giống như là Triệu gia muốn khiến cho ta luyện chế đang dược cho hắn? Nói xem, quang linh đã siêu cấp người lấy được từ đâu? Ta không tin là do người luyện chế ra. Đại trưởng lão cũng không phải là đồ ngu, không dễ gạt qua mặt rồi. Cớ hiện tại chỉ có thể thi triển thần lực. Thế như lời Kim Nguyên Cổ Thần, nếu như thi triển thần lực pháp quyết đủ để đánh bại, đánh tàn tu sĩ linh đan, nhưng như vậy tiêu hao hết toàn bộ thần lực. Nếu như vậy muốn ngưng tụ trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ có thể liều một lần vậy. Cô Vân, ngươi không muốn nói cũng không sao, lão phu có thủ đoạn. Linh áp mạnh quá. Chỉ là hôn mê thôi sao? Quả nhiên không thể đánh giá thấp tu vi của đại trưởng lão. Mặc dù đại trưởng lão không chết, nhưng lại cho ta thời gian trình thủ chạy thoát. Ta chỉ thay người bảo quản túi vật trước vậy. Cũng không biết bên ngoài có tu sĩ cản được hay không, để đảm bảo vẫn nên dùng huyết thuẫn cho chắc. Tức hành phù.
Tốc độ hiện tại sợ rằng rất nhanh sẽ bị đại trưởng lão đuổi kịp. Chỉ có thể cố gắng hết sức tranh thủ thời gian thôi. Cô không biết bên trong túi vật của đại trưởng lão là thứ gì có thể nhanh chóng hồi phục linh lực giống như thạch ngũ ngàn năm hay không nữa. Đại trưởng lão quả thực là không hổ là người có thực lực mạnh nhất Minh Nguyệt Tông. Bảo vật trong túi chứa vật này ngay cả túi vật chứa của trường mình hút chủ cũng tiêu dạ. Giao Minh cũng không thể sánh được. Mong rằng đây sợ rằng mới chỉ là một gốc của núi bằng. Đây là... Một 96 phi thiền của Minh Nguyệt Tông kìa. Sao lại tới nơi này, lẽ nào Minh Nguyệt Tông có động tác lớn gì sao? Không chỉ tới một túi trữ vật nhỏ nhỏ mà lại đứng cả một phi thiền loại lớn. Đã tiêu hao hết một nửa đến thạch rồi. Dựa theo tốc độ này, cũng khiến bảo vệ của phi thuyền này cho dù là tu sĩ lên đàn cảnh cũng khó mà đuổi theo kịp trong thời gian ngắn. 2 năm trước lúc ta chạy trốn, mặc dù trưởng lão Minh Nguyệt Tông công hận truy bắt không hề tới nước Nam Nhạc, dù sao còn cách giữa hai nơi cũng khá xa, như vậy còn có gia tộc Phụng Minh tòa trấn. Lần này đắc tội với đại trưởng lão hoàn toàn còn để lộ thần lực, ta buộc phải tới nơi Nam Nhạc tới khi đó Thành Sơn môn cùng với cụ già đều sẽ khiến cho sinh linh làm thang. Bởi vì nghĩ cách kéo dài thời gian bị đại trưởng lão tới nước Nam Nhạc. Đạo nhỏ, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này. Đại trưởng lão của nội tông Minh Nguyệt Tông giá đấu mong tông chủ hiến thân. Tại xảy ra chuyện gì vậy? Minh Nguyệt Tông linh áp mạnh quá. Không biết đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông tới đây xin tha tội. Có việc gì vạn bối có thể ra sức vì ngài được. Đại trưởng lão có lệnh, bắt đầu từ hôm nay, tông môn các người thuộc về Minh Nguyệt Tông, gia hạn các người trong vòng 20 ngày dẫn toàn bộ đệ tử tới đảo Minh Nguyệt. Nếu còn chậm trễ tất cả đều phải chết. Tông chủ à, tông môn lớn như Minh Nguyệt Tông sao lại có địa bàn đệ tử cấp thấp như chúng ta chứ? Tông chủ à, chuyện này buộc phải nói cho Hồng Nguyệt Tông. Mỗi năm chúng ta đến tiến cống một số lượng lớn linh thạch và linh thảo, tình huống này bọn họ phải đứng ra bảo vệ chúng ta. Một bên khác thì lời này vừa nãy có ý gì? Minh Nguyệt Tông ức hiếp người quá đáng mà, lẽ nào hắn ta cho rằng có thể thống nhất biến tình lại sao? Mau chóng liên hệ thần tiêu tông hòa thiên phái đi, tuyệt đối không thể để Minh Nguyệt Tông đạt được mưu đồ. Cổ vương, ta nhất định phải diệt chết ngươi. May mà có huyền quỳ bảo giáp mới có thể khiến ta có thể miễn cưỡng sống sót được. Hiện tại đan điền đã chịu tổn hại, bất kỳ một cường giả linh đan nào cũng có thể dễ dàng giết chết lão phù. Túi chứa vật đâu rồi? Cổ vương, cổ vương, trong động phủ của đại trưởng lão. Chuyện lần này trọng thương tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết. Chuyện đã bị cổ vương đánh trọng thương là quá sỉ nhục, một là sẽ trở thành trò cười cho cả biến tình là, hai là một khi những thế lực khác của Minh Nguyệt Tông biết được chuyện thân thể của ta bị trọng thương, rất có khả năng sẽ ép nhường chức vị đại trưởng lão. Bái kiến đại trưởng lão. Không biết đại trưởng lão gọi hai người chúng ta tới là cái chuyện gì? Hai người các người lập tức xuất phát, từ Minh Nguyệt Tông đi về. Từ Minh Nguyệt Tông đi vào phía nam tìm kiếm tung tích của cổ vận. Sớm nay đại trưởng lão lại đột nhiên lại để hai chúng ta đi tìm kiếm vậy. Hai người các người ngày mai đi đi, nhớ kỹ, chuyện này không được phép để người ngoài biết được. Ta không muốn kiến cho cá thần đều biết. Vâng. À đúng rồi đại trưởng lão, Triệu Khuôn cùng Trương Giác bị nhốt ở trong, ở phòng ngoài, phải xử lý hai người này như thế nào? Giết. Giết.
Từ khi thành lập nội tông đến nay, chỉ còn là đệ tử nội tông, mặc kệ làm sai chuyện gì, nhiều nhất cũng chỉ bị đuổi ra khỏi nội tông, chưa từng có mệnh lệnh trực tiếp sự giết sự chết. Lẽ nào các người còn muốn làm trái lời của ta nói hay sao? Ta không dám, đệ tử cáo lui. Nếu như ban đầu không có hứng thú với bí mật trên người của Cổ Vân, căn bản không có năng xảy ra chuyện hiện tại. Cổ Vân càng nghĩ càng điên mà. Trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu là bí mật? Việc công tử này đang dựa ở trong cửa tiệm đều đã bán sạch rồi. Mời người vài ngày nữa hãy tới. Ta tới tìm Gia Nguyệt. Công tử à, trong cửa tiệm của ta không có người tên là Gia Nghiệp. Xin người hãy về đi. Ta chính là bằng hữu tốt của Gia Nguyệt. 2 năm trước, ta đã từng tới đây vài ngày. Hiện tại ta có chuyện còn gặp hắn ta. Hy vọng người mau chóng đi thông báo giúp ta. Nơi này không có thay đổi gì so với 2 năm trước. Phải xưng hô với công tử thế nào? Tại hạ Cổ Vân. Do Nghiệt đạo hữu sẽ không quên ta đâu. Mau đi thông báo đi, có một vài chuyện rất quan trọng ta muốn gặp hắn. Cô đạo hữu à, thật sự là huynh sao? Cổ Gia đạo hữu à, ta huynh là bằng hữu đã lâu, không cần thiết phải để ý tới lời tiết này. À, đã lâu không gặp, không nhìn tới chúng ta cũng có thể lại gặp mặt lần nữa. Cô đồ hộ à, lấy nào người đã tiến cảnh với linh sư rồi sao? Ta vẫn như cũ là cảnh giới linh lực tầng 10, không có tiến triển gì. Dựa vào tư chất của dân đạo hữu thì muốn tiến cấp linh sư cũng không phải là chuyện khó. Ta muốn tiến cấp linh sư căn bản là chuyện không thể nào. Nơi này là sao? Cô đồ hộ không biết đi chứ, ta đã đắc tội không ít đệ tử nội tông. Ta căn bản không lấy được linh thạch, cũng đang dựa của tầng 1. Ngay cả cửa hàng này cũng đã sắp phải đóng cửa rồi. Đâu tại thành bởi vì tinh phách của vườn hòa thực tế, hiện tại ta cũng coi như là tự chuốc vào thân. À, thôi bỏ đi, không nói nhiều nữa. Hôm nay cô đạo hữu tới đây là chuyện vui. Ta nói những chuyện này làm gì cơ chứ? Hy vọng cô đạo hữu sẽ không chê. Nơi này của ta đơn sơ. Dân đạo hữu, chỗ này có một chút linh đan, có lẽ đủ để giúp huynh tiến cấp cảnh giới linh sư. Nhưng mà linh đan dược này không có tác dụng gì đối với ta. Huynh dù sao cũng đừng có từ chối. Cô đạo hữu à, ta đã tạ cô đạo hữu. Ngày sau tại hạ tất sẽ báo đáp. Kiếp này sẽ không quên ân tình của cô đạo hữu đâu. Ta huynh căn bản thì là bạn tốt, không cần phải nói mấy cái lời gạch sáo đó. Vài năm sau có lẽ ta thực sự cần huynh giúp. Ta mời một chuyện đương nhiên, chuyện này vô cùng đơn giản. Ngoài ra, ta với nơi này cũng có chuyện cần nhờ tới gian đạo hữu giúp đỡ. Chuyện này ta tới là có chuyện muốn nhờ gian đạo hữu. Không rồi, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chuyện ta bị Minh Nguyệt Tông truy nã, không biết đã truyền tới gian La Tông hay chưa? Minh Nguyệt Tông mà, sao cô đạo hữu lại chọc vào tông môn lớn này? Chẳng qua nghe nói gần đây Minh Nguyệt Tông đứng ở đằng sau, sóng ngọn gió, dục vọng muốn trình bá cả biển Đình La này. Các tông môn đã chuẩn bị cùng nhau chống lại tấn công của Minh Nguyệt Tông. Còn có chuyện này sao? Không nghĩ tới tin tức lại truyền đi nhanh như vậy. Ác hẳn lần này đại trưởng lão sẽ không rảnh rủi để tiếp 199. Ta cũng vừa nghe nói được chuyện này. Nghe nói chuyện này đã lan truyền rộng rãi, trong tông môn đang thương lượng đối sách này. À đúng rồi, hiện tại tình hình ở đảo Phùng Nhãn thế nào rồi? Đảo Phùng Nhãn thì được gọi là đảo Phùng Minh rồi. Cô không biết gia tộc Phùng Minh đã dùng bí pháp gì nữa, lại truyền tống được thành trì của gia tộc Phùng Minh tới đó. Thuận theo sự biến mất của Phùng Nhãn, lửa độc đã từ từ biến mất rồi. Mặc dù vẫn còn có cái phần gọi là còn sót lại, nhưng người có gia tộc Phùng Minh đang ở trong đó, có lẽ là bọn họ có một phương pháp đặc biệt để có thể cản trở lửa độc xâm nhập. Như vậy sao? Thì ra ngày hôm đó trận pháp mà gia tộc Phùng Minh, thành Phùng Minh cùng đảo Phùng Nhãn bày bố là có tác dụng như vậy à?
Do tàu phụ mình kiên cường ở vị trí trung tâm biển Latin, thực lực thì càng ngày càng tăng lên. Hiện tại có không ít tu sĩ đã muốn bái nhập vào gia tộc Phụng Minh rồi. Nếu như gia tộc Phụng Minh cắm rễ ở đất này, thì chẳng phải nào sao thông qua Phụng Minh đi về đất Nam Nhật đây vẫn là một cơ hội khó. Chẳng qua lúc trước đó, thì ta vẫn phải đối mặt với một ít linh thạch. Linh thạch trên người dùng được khởi động, linh thuyền đã tiêu hao cả khá rồi. Đa tạ và đạo hữu đã chỉ ra sai lầm. Ta dự định mấy ngày nữa gần đây sẽ tới đảo Yêu Ngạc. Nhưng mà trước khi đi, thì không biết đảo trên đảo Giang là có cơ hội đấu giá cỡ lớn nào không? Hội đấu giá cỡ lớn à, có lẽ là 3 ngày sau sẽ có một cuộc. Nhưng mà hội đấu giá này là nghiêm khắc, cũng có yêu cầu cực kỳ cao đối với bảo vật. Nếu chỉ là bảo vật thông thường sơ rang khó khó mà đem ra đấu giá được. Địa bàn gia tộc Thành Minh. Dựa vào tốc độ của cố vận mà tính thì đáng lý ra chúng ta vẫn nên gặp phải rồi mới đúng chứ. Chẳng lẽ có gì đó sai sót ở đâu sao? Phía trước chính là địa bàn của gia tộc Thành Minh. Chúng ta xuống dưới sẽ biết thôi. Lá gan của Minh Nguyệt Tông các người thật lớn đấy. Vậy mà lại dám chấm mức địa bàn của gia tộc Thành Minh ta. Lời này của đạo hữu là sao? Phi thị của Minh Nguyệt Tông, các người tới đây giấu ố vừa ngoài, muốn khiến cho các người, các tông chúng ta quý phục. Đúng là người ngốc mơ hồ. À khôn đã, Minh Nguyệt Tông chúng ta xuất động phí tiền từ lúc nào? Bất ít lời thôi, nộp bán đi. Mau chạy về tông môn. Đã bị thương 4 ngày rồi, mà không thể có dấu vết hồi phục nào. Đại trưởng lão, đệ tử có chuyện bẩm báo. Vào đi. Các người đã tìm được cổ vận hay chưa? Không có bất kỳ tung tích gì của cổ vận. Nhưng mà chúng ta có một chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo với đại trưởng lão. Lão sư, không tìm được cổ vận các người quay về làm gì? Đại trưởng lão, chuyện này không thể coi thường. Chúng ta nghe ngóng được có rất nhiều tông môn lớn nhỏ muốn liên hợp cùng chống lưng lại Minh Nguyệt Tông chúng ta. Ăn nói linh tinh. Nguyệt Tông chúng ta từ trước tới nay cư cứ riêng ở một nơi, không có tiếp xúc với các môn phái tông khác, làm sao có khả năng xảy ra cuộc chuyện này được chứ? Đại trưởng lão à, lời chúng ta nói tuyệt đối không dám có nửa điểm gian dối. Nhưng mà chúng ta tới thì tu sĩ tông môn đều ôm thành kiến cục lớn đối với Minh Nguyệt Tông. Nghe nói đều là tận mắt nhìn thấy phi thuyền của nội tông chúng ta tới đó. Phi thuyền? Không thể nào. Cổ vận đã lấy đi túi chứa vật của ta, trong đó có phi thuyền. Lần này không chỉ không lấy được chỗ tốt, ngược lại làm tổn thất không ít vật báu của tông môn. Cũng không biết có thể tìm lại được hay không. Không được, chuyện này phải áp chuyện này xuống. Chuyện này có ai biết được không? Chúng ta vừa lập tức đã quay về bẩm báo với đại trưởng lão. Rất tốt, các người nghe cho rõ ràng đây. Rốt cuộc là những tông môn nào muốn liên minh với nhục để đối phó với Minh Nguyệt Tông ta? Nếu như đã tội với ít gia tộc thì có thể phái người đi giải thích một phen. Không thể tính được, chỉ riêng tông môn Mật Trùng mà chúng ta biết thì đã có hơn 10 tông môn rồi. Còn có rất nhiều tông môn nhỏ cùng với tông môn xung quanh phụ thuộc vào bọn họ và các gia tộc lớn. Lần này gần như đã đắc tội với tất cả các gia tộc rồi. Lẽ nào ta phải nói cho bọn họ biết có người giả mạo Minh Nguyệt Tông sao? Không được, tuyệt đối không thể nói. Càng đừng nói tới, cho dù nói ra thì cũng sẽ không gài tin. Phi tiền cơ lớn mà cổ vận đã trộn mất, số lượng không chỉ cực kiếm mà còn ký hiệu đặc biệt của tông môn. Các người lùi xuống trước đi, để lão phu nghĩ xem. À vâng. Tại hội đấu giá, đạo hữu muốn đấu giá bảo vật gì lấy ra hết đi. Nếu như 3 kiện liên tiếp đều không được thì được ta coi trọng thì mời đạo hữu về cho. Nếu muốn mau chóng thu hoạch được số lượng lớn linh thạch, chỉ dựa vào linh thảo hoặc đang dược như cũ là chuyện không thể nào. Chỉ có linh bảo cực phẩm mới bán ra được với giá trên trời. Không biết có bao nhiêu tiền bối linh đan tham gia hội đấu giá. Kiện bảo vật này của tôi giá trị phi phàm, sợ rằng tu sĩ linh phổ thông chưa chắc đã đưa ra giá được. Hội đấu giá này vẫn còn được tính là quy mô lớn, không ít tiền bối linh đan đều sẽ tham gia.
Chỉ cần báo vợ con người chất lượng đủ tốt, chắc chắn sẽ bán ra được với cái giá không thấp. Đây là... À đầu hậu à, kiên báo này không phải là vật tầm thường. Sợ rằng ta không đủ năng lực để giám định, ta lập tức sẽ mời thầy giám định đứng đầu tới đây. À không đâu, không cần đâu. Một thanh vi kiếm mà thôi. Đầu hữu đưa ra cái giá đấu giá hợp lý là được rồi. À đầu hữu đây là, yên tâm đi. Đây là bảo vật hiếm có, giá cả chắc chắn không thấp. Nhưng mà vì ta để cho chắc chắn, ta vẫn phải mời thầy giám định tới. Nữa như thanh vi kiếm này là bảo vật hiếm có, phải báo vật về sau thì được gọi là cái gì đây? À lão phù La Diệp, nghe nói đầu hữu đã đưa ra một số bảo vật hiếm có, đặc biệt tới gốc vui. À lão đầu hữu vất vả rồi. Đây là... Mau mùi hỏi một câu, có biết kiện bảo vật này từ đâu mà có? Lẽ nào bán đấu giá bảo vật còn phải nói ra lai lịch của nó sao? À cũng không phải như vậy, chẳng qua kiện bảo vật này quá vi giá. Nếu như có lai lịch rõ ràng, ta có thể làm tuyên truyền lớn một phen. Tới khi đó thì giá cả đương nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Không cần đâu. Đây chính là bảo vật của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông. Tuyên truyền ra ngoài cho Minh Nguyệt Tông tức bắt ta sao? Nếu đầu hữu nói như vậy, ta sẽ thay đầu hữu bảo vật về kiện bảo vật này. Tuyệt đối không để lộ ra bất kỳ bên ngoài bất kỳ tin tức gì về đầu hữu. Vậy thì những thứ này thì sao? Đây là... Ta là giám định nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy bảo vật hiếm có như vậy. Rốt cuộc người này có thân phận gì? Đầu hữu chắc chắn muốn bán những bảo vật này. Đây đều là những bảo vật hiếm có, một khi bán ra sẽ không còn đường hối hận đâu. Ý ta đã quyết rồi, chỉ cần nhanh bán ra là được. Nhưng bảo vật này không rõ lai lịch, huống như nếu như mà chủ nhân chân chính của những bảo vật này đuổi theo tới đây, sẽ rất khó để xử lý chuyện này. Đầu hữu, những bảo vật này của người vô cùng quý giá, một khi đưa vào đấu giá, chắc chắn sẽ dẫn đến chất động cực lớn, không bằng chúng ta làm một cuộc đấu giá quy mô nhỏ trước. Như vậy không chỉ có thể giảm bớt tin tức bao lâu truyền ra ngoài, hơn nữa mời tới đều là tu sĩ có thân thế bất phạm, giá đấu giá cũng không thấp. Vậy lần đấu giá quy mô nhỏ này đại khái tiến hành lúc nào? Chỉ cần đạo hữu đồng ý thì tối nay sẽ tiến hành. Ngoài trừ bảo vật của đạo hữu, còn có bảo vật của vài vị đạo hữu khác nữa. Hồi đấu giá. Được rồi, ta đồng ý đề nghị sáng ngày mai ta sẽ tới lấy linh thạch. Có thể lấy được linh thạch trước 2 ngày, chứ dù giá thấp hơn một chút cũng không sao. Dù sao cũng không phải là đồ của ta. 202. Đạo hữu không tham gia lần đấu giá lần này sao? Lần đấu giá này không phải lại cũng có thể tham gia. Không cần đọc cáo từ. Vậy đạo hữu hãy chờ tiền tốt vào ngày mai đi. Chúc mừng đạo hữu. À không cần nói, tình huống cụ thể hội đấu giá đưa tiền thạch cho ta đi. Tổng cộng bán được 500 vạn linh thạch. Rất nhiều tiền bối, ta hỏi lúc nào sẽ tiến hành bán đấu giá lần nữa. Chờ lần sau đi, chúng ta hợp tác vui vẻ. À được, nếu như đạo hữu cần gì cứ tiệc, có việc tìm tới ta. Đúng là cao thủ mà. Chợp mắt một cái đã vài năm, không biết cô ấy thế nào rồi. Lần này tiến vào đảo Yêu Ngạc, cô không biết con đường phía trước thế nào. Đảo Yêu Ngạc, trong ngắn ngủi vài năm, vậy mà lại có biến hóa lớn đến như vậy. Những năm này trôi qua, cũng không biết những cố nhân kia thế nào rồi. À đúng rồi, tới phía bên kia Kim Vân xem sao. Nhớ lời nơi này không sai. Mời tiền bối vào. Tiền bối có cần việc gì thì cứ nói. Cô có biết Kim Vân Phi hay không? Cái gì? Lẽ nào nơi này đã không còn là cửa hàng của Kim Vân Phi nữa à? Tiền bối, gia chủ chúng ta thường xuyên bất quan tu luyện, không dễ gặp khách. Nếu như tiền bối có việc còn gì thì cứ việc nói ra với ta là được. Cô cứ nói là ông chủ là đã có tặng hóa đàn độc tới thăm, hắn chắc chắn sẽ tới gặp ta. Xin tiền bối chờ một chút, ta đi bẩm báo với chủ nhân. Nếu như chủ nhân đang bế quan, ta sẽ không thể làm gì. Tiền bối, cuối cùng người cũng xuất hiện rồi. Không nghĩ tới trong vài năm ngắn ngủi, tiền bối lại tu luyện tới linh sư trung kỳ.
Quá khen rồi. Nơi này không tiện ở lâu, nói chuyện mời tiền bối hãy đi theo ta. Xem ra hai năm nay người kinh doanh cũng không tồi, đều là nhờ công lao của tiền bối. Ta chỉ là làm việc theo mệnh lệnh của tiền bối mà thôi. Cửa tiệm này cũng hoàn toàn thuộc về tiền bối. Cửa tiệm là của người, không liên quan gì tới ta. Chỉ cần ta tới trên đảo có một nơi dừng chân là được. Căn phòng này chính là phòng giữ lại cho tiền bối. Tiền bối có yêu cầu gì cứ nói với ta. Mấy năm nay nhìn người cũng không, cũng coi như là khắc khổ tu luyện, nhưng mà người không có được sự chỉ dẫn của trường tiền bối tông môn, tiến triển dường như cũng không quá nhanh. Đúng vậy, mong tiền bối hay chỉ điểm. Chỗ này của ta có một số tu luyện tầm đất, có lẽ sẽ giúp ngỡ người trước lúc người tiến cấp linh sư. Ngồi ra còn một số linh hồn đan, ngươi cũng cầm lấy đi. Nếu như có bất kỳ nghi hoặc gì trên con đường tu luyện, cứ tới việc tới hỏi ta. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Được rồi, ta quen biết ngươi đã nhiều năm, đúng coi như là cố giao. Miễn những lễ tục này đi, ngươi hãy nói tỉ mỉ những chuyện xảy ra trong vài năm ở bên này, đặc biệt là chuyện có liên quan tới gia tộc vùng mình cho ta nghe đi. À được. Những gì hắn nói cũng gần như những gì Gia Nguyệt nói, chỉ là tỉ mỉ hơn một chút. Nói tới thì cũng là Tào Nguyệt mà. Nghe nói rất nhiều tu sĩ nước Nam Nhạc lúc thành phụng mình truyền tống thì vừa hay ở trong thành đều bị bắt tại đây. Nhưng tới nơi này cũng không có cách gì, chỉ có thể gia nhập vào gia tộc phụng mình. Nhưng những người kia là bạn cũ của nước Nam Nhạc, có khi nào còn liên hệ, có từng quay lại nước Nam Nhạc hay không? Nghe nói gia tộc phụng mình có truyền tống trận pháp tới nước Nam Nhạc, là chỉ là có đệ tử quan trọng bên trong mới được tiếp xúc với nó. Những người kia chỉ là đệ tử thông thường, làm sao có thể tiếp xúc được chứ? Truyền tống trận pháp xem ra muốn quay về buộc phải tiếp xúc với các cao tầng của gia tộc Phùng Minh rồi. Tiền bối muốn quay về nước Nam Nhạc ắt hẳn sẽ phải tiêu tốn không ít linh thạch. Những năm này cửa tiệm thu được không ít lợi nhuận, xin tiền bối hãy nhận lấy chỗ linh thạch này. À không cần đâu, ta chỉ cần ngươi làm một chuyện. Mời tiền bối nhanh chóng tổ chức một buổi đấu giá càng lớn càng tốt, cố gắng thu hút đệ tử của gia tộc Phùng Minh tới. Chấp thì 202 mới nhắc nhé, 203 chứ. Coi như hết phòng 1, khi nào có thì AD sẽ lên tiết cho bạn xem nhé.